Hello tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ không review vợt, mình sẽ có một cái chia sẻ nhỏ. Nó mang tính chất chia sẻ thôi anh em ha. Tại vì dạo này là mình thấy rằng rất là nhiều anh em làm video về cầu lông, rất là nhiều, ngoài mình ra thì còn rất là nhiều những anh em khác. Và mình cảm giác rằng những cái bạn mới chơi cầu lông là đang có một cái trường hợp, đó là các bạn bị hình như là bị nhồi nhét rất là nhiều kiến thức, khiến các bạn là cảm giác là các bạn có vẻ là nó hơi bị loạn. Và các bạn vô các bạn hỏi mình, inbox mình, một số anh em hỏi, thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ sai lầm của những anh em mới chơi cầu lông. Và những cái suy nghĩ này thì mình cũng đã bị rồi, nên là mình sẽ nói ra để cho anh em hiểu về vấn đề là khi chúng ta mới chơi cầu lông chúng ta sẽ bị cái vấn đề gì các bạn nha. Khi mới chơi cầu lông thường thì các bạn cũng giống như mình mười mấy năm trước thôi, cũng có những cái sự tò mò, những sự mong muốn là mình sẽ tập tiến bộ càng nhanh càng tốt. Đương nhiên là khi đó thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tìm hiểu là chúng ta đang sai cái gì. Thì như mình hồi xưa đánh cầu thua tức, rồi hoặc là đánh mấy bạn đánh hay hơn gái theo nó mà không theo mình tức, nhiều thứ lắm các bạn, đánh thua giải tức chẳng hạn vậy. Thì chúng ta đi tập luyện, chúng ta đi tập luyện, nhưng mà chúng ta nhìn vô cái người mà đang tập luyện thấy họ đánh hay quá, họ đánh cũng động tác như mình mà sao họ đánh là mạnh hơn mình, đánh tốt hơn mình, rất là bực mình. Thì về mình mới tìm hiểu, mình cũng như các bạn đi lên coi các cái video, nhưng mà hồi xưa không có nhiều video giống như bây giờ đó các bạn. Như mình hồi xưa nữa còn một cách nữa mình tìm hiểu là mình đi mua mấy cuốn sách về cầu lông các bạn, về mình đọc. Nói thiệt các bạn nha, trong đó nó viết xong tùm lum tà la, nào là vuông góc rồi cái gì đó, nhìn lên trần cái gì song song mặt đất gì, rất là nhiều thứ các bạn ạ. Đọc xong hồi tẩu quả nhập ma luôn. Mình tới mình gặp thầy, mình chỉ hỏi nhưng mà thầy không trả lời gì hết. Thầy bảo là cứ tập đi em rồi em sẽ đánh mạnh đó. Thì dần dần mình mới hiểu ra rằng các bạn ạ, các bạn cứ tập trung vào vấn đề lý thuyết quá nhiều thì các bạn thực hành các bạn càng sẽ làm sai. Mình thấy các bạn cứ giơ tay này, giơ chân kia rồi học này kia rồi phức tạp lắm các bạn ạ. Chúng ta chỉ nhớ những cái tiên quyết mà mình đã chia sẻ với anh em, đó là đối với môn cầu lông này là bộ môn vũ cầu. Vũ cầu nó mang cái tên như vậy nó cũng đã hàm ý rồi các bạn ha. Tức là các bạn phải sử dụng lỏng cái tay của mình nhiều để chúng ta vũ cái vợt vô chiếc cầu để chiếc cầu nó bay, nó đi nhanh hơn là các bạn gồng lên. Các bạn đọc như thế này nhưng mà càng gồng thì cái cơ của bạn không thả lỏng và cái vận tốc của vợt đi nó không nhanh được thì nó sẽ yếu thôi các bạn ha. Và khi các bạn cầm đúng vợt, cầm chữ V như thế này để các bạn đánh á, thì khi các bạn mà cái mặt vợt của bạn thẳng như thế này á thì cái cổ tay của bạn, cái chỗ bắp tay của bạn sẽ tự vặn xoắn. Các bạn đừng có quan trọng quá nhiều là các bạn phải làm cái động tác đó, vì cái này là chuyển động tự nhiên của cơ thể các bạn, tự nó sinh ra như vậy. Hồi xưa mình cứ nghĩ rằng là cái đó là do mình tự làm ra để mình cố gắng mình vặn như thế này, nhưng mà thực tế nó không có đúng. Mà khi bạn đánh bình thường nó cũng đã như vậy rồi các bạn ha. Nên là bạn nào mà bây giờ điện thoại có, các bạn cứ quay slow motion, các bạn sẽ thấy cái động tác tay của mình nó sẽ tự nhiên, nó sẽ là như vậy. Nên các bạn đừng quá quan trọng những cái thứ khác. Các bạn càng quan trọng về vấn đề lý thuyết, các bạn càng làm nó sẽ càng sai. Đó là cái đầu tiên mà mình muốn nói đối với anh em. Thì nhiều anh em hỏi rằng những cái động tác giống như là chân thì có liên quan tới đập cầu hay không. Hình như là mình thấy các bạn lúc nào cũng quan tâm vấn đề đập cầu. Hồi xưa mình cũng vậy, mình thích đập cầu lắm. Thể trạng mình vậy mà mình thích đập lắm. Mình mạnh mẽ mà, đâu có yếu đuối đâu các bạn. Là phải thích đập cầu và đập ăn ta thì mình rất là sướng. Nhưng mà càng đánh nhiều thì mình cảm giác rằng là chúng ta phải tập những cái đường cầu khác nữa. Nếu mà chỉ có đập không thì sau này chúng ta, người ta đã thủ ở vị trí tốt á, thì các bạn đập cái nào đập cũng không ăn được người ta đâu. Các bạn phải chặt cầu, các bạn phải lún lưới rồi. Cái đánh lưới của Việt Nam mình rất là yếu, thường ai cũng thích tập sau hết, thường ít ai tập lưới lắm. Nhưng mà tập lưới rất là quan trọng các bạn. Bồ mình đánh thì mình bồi, rồi mình đánh lưới càng tốt thì bồ mình càng có cái điều kiện để dứt điểm hơn so với lại là chúng ta đánh đằng sau. Chúng ta đánh sau đập chưa chắc ăn, người bạn đồng đội của mình bồi cầu á thì ăn thì mới dễ dàng hơn các bạn ha. Thế là các bạn cũng thay đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ tập thêm những cái đường cầu ở phía trên. Các bạn đừng quá quan tâm vào vấn đề đập cầu nhiều quá anh em nha. Anh ơi em tập chân thì đập cầu có mạnh không? Hoặc là có người hỏi thì anh ơi em tập cái gì cho nó tay cho nó khỏe để em đập mạnh. Mình nói với anh em nha, cái đập cầu là một cái liên hoàn cơ các bạn ha. Nó từ khi các bạn đạp chân, các bạn nhảy lên,
là các bạn chuyển hông, eo, lưng, rồi truyền lực lên vai, rồi tới cái khuỷu tay chúng ta ra, rồi đến cái vặn xoắn này, rồi đến cổ tay chúng ta, nó mới truyền lực lên một cái liên hoàn cơ, chứ không phải chỉ có đơn giản là các bạn cứ tập cái vai của các bạn là các bạn đứng đập đâu, các bạn ăn người ta, nó không có các bạn nhé. Nó là một cái liên hoàn cơ, các bạn tập cơ nào cũng rất là tốt. Bởi vì mình mới nói rằng nếu các bạn tập nhảy đều, nhảy rồi đập, ban đầu có thể là bạn đập hụt, rồi sau đó tự nhiên dần dần các bạn đập trúng, rồi sau đó đập trúng xong rồi thì từ bạn đập mạnh, những cái nhóm cơ của các bạn nó được đập, được tập nhiều thì từ từ tự nhiên nó mạnh lên thôi. Rồi các bạn có thấy những em bé nhỏ nhỏ nhưng mà thầy cứ hoàn cầu riết, bé vẫn quýnh tốt vậy, ban đầu nó quýnh hụt, hụt dần quýnh trúng, trúng xong thì nó quýnh mạnh lên đó, thì anh em cũng phải tập theo một cái như vậy. Mình khuyến khích các bạn luôn đi tập các bạn ha. Các bạn có thể coi trên video, các bạn coi 100 lần nhưng mà các bạn ra các bạn tập 100 lần đánh thì các bạn vẫn hơn, và đánh càng nhiều thì cái động tác đó các bạn sẽ càng tốt. Rồi vừa rồi thì mình cũng có một số cái chia sẻ nhỏ đối với anh em. Mình sợ là các bạn nghe quá nhiều cái kiến thức rồi dẫn đến các bạn bị hậu quả nhập ma các bạn nhé. Là các bạn nhớ những gì nó tiên quyết thôi, những cái gì mà nó yếu tố rất là quan trọng đối với cầu lông, tức là các bạn phải tốc độ nó nhanh, nhanh thì lực cầu của bạn sẽ mạnh các bạn ha. Cái yếu tố nữa là các bạn cũng đừng quá quan tâm tới vấn đề đập, các bạn cứ đánh nhiều những cái động tác khác nữa, tập những cái động tác khác nữa các bạn ha, lưới, chụp lưới, gài lưới. Chúng ta những người mới chơi thì phải cố gắng đi tập. Các bạn coi trên này thì các bạn hiểu, các bạn nghiệm ra được gì thì nghiệm, nhưng mà các bạn đi tập thì phải tập, chứ không tập thì đừng mong rằng là các bạn chơi tốt các bạn nha. Rồi, các bạn thấy clip mình hay thì hãy subscribe kênh của mình nhé, ủng hộ mình, và bên cạnh cái nút chuông thì khi nào có clip mới thì nó sẽ báo cho các bạn và các bạn vào coi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn anh em ở clip sau.